Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về cái phương pháp để nhập một cái tài nguyên từ bên ngoài vào ở dạng vector. Thì thông thường dạng đó thì chúng ta nhập bằng tài nguyên Illustrator là tốt nhất, tại vì là nó cùng họ với lại thằng InDesign này, cho nên nó nhập vào không có khó khăn gì cả. Chọn lệnh paste. Sau đó thì chúng ta có thể tìm tới cái nơi mà chứa cái tài liệu đó. Đó. Có thể là dạng AI. Ví dụ tôi lấy một cái đối tượng. Đó. Sau đó thì tôi dùng lệnh place. Thế thì đến đây thì nó cũng tương tự như ảnh thôi. Có nghĩa là nếu chúng ta kích chuột một cái thì nó sẽ mở ra đúng kích thước gốc của nó. Còn nếu như mà chúng ta chọn lệnh place và chúng ta nhấp chuột và chúng ta kéo, thì chúng ta kéo to như nhỏ bao nhiêu thì nó cũng sẽ ra cái kích thước theo yêu cầu của chúng ta. Tất nhiên là nó không bị sai sót về mặt tỷ lệ, nhưng mà kích thước thì nó thay đổi. Thế và về mặt nguyên tắc thì cái tài liệu này của chúng ta nó cũng là cái dạng link, chứ nó không phải là embed, chứ không phải nhúng vào thật sự ở trong tài liệu mà nó vẫn là nằm ở ngoài. Như vậy thì nó cũng sẽ rất giống như là cái cách làm đối với ảnh. Thế đến đây thì chúng ta sẽ có mấy cái vấn đề cũng phải lưu ý. Đó là khi chúng ta đặt ảnh vào trong một cái tài liệu hoặc là đặt hình minh họa vào trong tài liệu, rõ ràng là có những lúc chúng ta sẽ để nó nằm riêng một mình một khoảng, hoặc cũng có lúc là chúng ta sẽ chèn nó vào cùng với một khối văn bản nào đó. Và khi chúng ta chèn nó vào trong một khối văn bản nào đó thì tùy vào cái tình hình mà chúng ta có cái ảnh là nó kín hết hay là ảnh mà nó có nền trong, hay là kể cả những cái đối tượng vector này cũng vậy, kín hết nền hay là nó nền trong, thì chúng ta sẽ có cách xử lý nó phù hợp với lại cái thuộc tính, với cái đặc tính của đối tượng đó. Tôi lấy ví dụ như thế này, khi mà chúng ta có một cái nền có màu như thế này, và chúng ta đặt những cái đối tượng này vào, thì chúng ta sẽ thấy là nó không phải là kín theo cái hình vuông của cái tay nắm điều khiển này, mà thực ra cái góc này là nó trong, nó nhìn xuyên qua được. Ảnh cũng có những cái lúc như thế. Đấy, thì trường hợp như thế này mà chúng ta đặt vào kèm vào với lại một cái khối văn bản thì thường là người ta sẽ xử lý, người ta làm cho cái văn bản của người ta bị đuổi ra, nhưng mà đuổi ra theo một cách khác, tức là nó bao xung quanh, chạy xung quanh cái hình mà chúng ta đang sử dụng như này. Bây giờ chúng ta xem nhé, cái cách thức làm việc là như thế nào. Trước hết là chúng ta lấy text vào đã. Tôi sẽ dùng lệnh place lấy văn bản đưa vào. Sau khi có văn bản đưa vào rồi, chúng ta mới đặt thử một cái đối tượng lên trên đấy, có thể là vector nhập vào, cũng có thể là ảnh. Ví dụ bây giờ tôi đưa cái vector đặt vào. Ở đây thì chúng ta lại thấy là nó xuất hiện thêm một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm về tầng thứ, tức là cái nào nằm trên, cái nào nằm dưới. Theo nguyên tắc chung của những cái chương trình mà làm thiết kế thì tầng thứ đó nó sẽ liên quan tới cái việc đối tượng của chúng ta tạo ra hay là nhập vào nó trước hay là sau. Cái đối tượng nào mà tạo ra trước hoặc là nhập vào trước thì nó sẽ nằm bên dưới. Đối tượng nào mà tạo ra sau hoặc là nhập vào sau thì nó sẽ nằm lên trên, và do đó thì nó sẽ nằm đè lên so với những cái đối tượng
là có thứ tự sinh ra trước nó. Như thế này thì các bạn nhìn rất rõ là cái hình vẽ của chúng ta nó đang nằm dưới, chữ chúng ta nhập vào sau cho nên nằm trên. Thế có những lúc chúng ta cần phải đảo những cái thứ tự này, thì bây giờ chúng ta lại phải làm quen thêm một cái khái niệm về mặt tầng thứ. Để đảo tầng thứ của một đối tượng thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn cái đối tượng mà chúng ta muốn thay đổi tầng thứ, sau đó thì chúng ta sẽ vào trong menu object. Trong menu object thì chúng ta sẽ vào lệnh arrange. Lệnh arrange này thì cho các bạn bốn cái tùy chọn, đó là bring to front, bring forward, send backward và send to back. Cái lần lượt là đưa lên trên cùng này, đưa lên trước một bậc so với thứ tự hiện tại của nó, send backward là đưa nó lùi về sau một bậc so với thứ tự hiện tại của nó, còn send to back là đưa xuống dưới cùng so với tất cả những đối tượng hiện có ở trên cái mặt trang. Thì bây giờ chúng ta đang làm việc với lại cái text đúng không? Và bây giờ tôi muốn là text nằm dưới, hình vẽ chúng ta nằm trên, thì chúng ta sẽ chọn send to back. Ở đây thì cái phím tắt của nó rất là đơn giản, chúng ta có phím control cộng với lại phím đóng ngoặc vuông hoặc mở ngoặc vuông. Đấy, trong đó đóng ngoặc vuông là đưa lên trên, mở ngoặc vuông là đưa xuống dưới, còn đưa lên trên cùng hoặc đưa xuống dưới cùng thì chúng ta thêm phím shift nữa, control shift đóng ngoặc vuông hoặc mở ngoặc vuông. Bây giờ tôi đưa nó xuống dưới, thì sau khi mà tôi đưa xuống dưới thì rõ ràng lúc này chúng ta lại nhìn thấy cái hình này chúng ta nó nằm đè lên trên. Nhưng nằm đè lên trên như thế này thì nó sẽ có cái vấn đề là nó bản thân nó sẽ che và chúng ta sẽ không nhìn thấy một số text nằm bên dưới. Thế để xử lý cái việc này thì chúng ta có thể làm như sau. Trước hết muốn kiểm tra thì tôi và các bạn lại xem trong trường hợp này thì nó có đúng là đè lên hay không, rồi chúng ta xử lý xong thì có đúng là nó đuổi chữ ra ngoài hay không, thì chúng ta sẽ xem ở cái cách như sau. Lúc này thì chúng ta lại đụng tới một khái niệm gọi là opacity hay là độ trong đục của các đối tượng. Các đối tượng ở trong họ nhà Adobe, bất kể là Photoshop hay là Illustrator hay là InDesign, thì nó đều có cái thuộc tính đó, tức là điều khiển độ trong đục của một đối tượng, bất kể nó là đối tượng được vẽ ra trong chương trình hay là được nhập từ ngoài vào, có thể là vector hoặc là bitmap hình ảnh, thì đều có thể điều chỉnh các thuộc tính đó. Và để điều chỉnh thì ở trong InDesign thì chúng ta có thể làm như sau: chọn cái đối tượng mà chúng ta muốn điều chỉnh, sau đó thì nếu mà làm nhanh thì chúng ta sẽ nhìn lên trên thanh option ở phía trên này, thì có một cái khu vực nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh luôn cái độ opacity hoặc là gọi cách khác là transparency ở trên này. Bạn có nhìn thấy cái biểu tượng là có một hình vuông nhỏ nhỏ và có các hình caro nhạt ở đây này, thì đấy chính là cái tham số để điều chỉnh độ trong đục. Và chúng ta thấy ở đây là tham số là 100. Tham số có thể dao động thay đổi từ 0 cho tới 100. Ở con số 100 là đặc và không nhìn xuyên qua, nhưng bắt đầu dưới 100 là bắt đầu trong dần, 0% là trong suốt không nhìn thấy gì. Tham số càng nhỏ hình càng trong. Chúng ta có thể là nhấp chuột vào đây và chúng ta gõ một cái tham số hoặc là chúng ta sổ cái danh sách này ra bằng cách là bấm vào mũi tên thì chúng ta sẽ thấy con trượt, và kéo cái con trượt này thì chúng ta cũng có thể là thay đổi được cái độ trong đục. Và khi chúng ta giảm độ trong đục của cái đối tượng này xuống thì chúng ta thấy rất rõ các cái con chữ mà đang nấp đằng sau nó. Bây giờ tôi mới giải quyết tiếp vấn đề là tôi đuổi chữ ra ngoài. Để đuổi chữ ra ngoài thì chúng ta có hai cách. Một là đuổi chữ ra ngoài theo hình chữ nhật. Bất cứ một cái đối tượng nào chúng ta chọn vào nó thì nó cũng xuất hiện cái hộp chứa hay là khung điều khiển hình chữ nhật bao xung quanh. Đấy. Và thông thường thì cái thao tác mà take wrap, tức là đuổi take ra, bắt chữ bao xung quanh cái đối tượng của chúng ta, thì nó sẽ mặc nhiên là theo cái kiểu bao theo hình chữ nhật. Thực ra ở đây thì chúng ta có mấy biểu tượng đây, chúng ta có thể nhìn rất rõ. Một là non take wrap, hai là take wrap around bounding box,
là chạy theo hình chữ nhật, chạy theo cái hình khung điều khiển. Thứ ba là wrap around object shape, tức là lúc này là nó chạy xung quanh đối tượng và chạy xung quanh cái hình dáng hay cái đường biên của đối tượng. Và trường hợp cuối cùng là jump object. Trường hợp này thì đối tượng nó nằm giữa và đẩy text lên phía trên và đẩy text xuống phía dưới, không cho phép chữ nằm cùng hàng với nó. Thế thì bây giờ nếu mà tôi bấm vào đây thì bạn sẽ thấy là chữ của chúng ta nó sẽ bị đuổi ra theo đúng gì đấy, theo đúng cái hình chữ nhật bao xung quanh cái đối tượng này. Nếu mà tôi chọn trường hợp là wrap around object shape thì lúc này nó sẽ chạy theo cái đối tượng của chúng ta. Đấy, trường hợp này thì lại đang chưa tìm được hình này. Thế còn trường hợp mà jump object này thì đây, nó sẽ đuổi, nó không cho chữ nằm cùng, nó không cho chữ nằm cùng. Thế còn cái này thì chúng ta có thể xem ở một góc độ khác. Này, ví dụ tôi vẽ một cái đối tượng như thế này, tôi quay nó đi một góc 45 độ chẳng hạn, và tôi bắt cái thằng này đổi ra như thế này. Đây, bạn sẽ thấy cái dạng nó tương tự như thế này. Nếu mà theo object shape, tức là những cái thứ mà mình hình dáng ấy, thì hình của chúng ta như thế nào là nó sẽ chạy theo như thế. Tuy nhiên đến đây thì chúng ta mới biết được các cái kiểu, nhưng mà còn vài cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải xử lý. Tại vì ở đây nó đẩy là đẩy ra thôi, đẩy ra theo cái nghĩa là không bị lấp vào bên dưới cái hình của chúng ta, nhưng mà nó lại tồn chứa một cái vấn đề là bản thân cái đó nó vẫn bám rất sát vào trong cái hình của chúng ta. Mà thực ra khi mà chèn vào thì chúng ta cần phải có một khoảng trống nào đó để cho cái đối tượng đó, để cho cái ảnh đó nó thở. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải can thiệp vào tham số. Và lúc này thì chúng ta sẽ tìm tới cái lệnh chuyên sâu hơn, chứ không phải là cái lệnh chỉ đẩy chữ ra thôi. Đây, thì lúc này chúng ta sẽ vào menu Windows và chúng ta chọn lệnh text wrap, hay là chúng ta nhấn Ctrl Alt W. Khi mà chúng ta bấm vào cái này thì bảng thoại hay là cái panel nó sẽ mở ra như thế này. Và lúc này thì chúng ta thấy nó đang đặt ở mức độ là wrap là 0. Đấy, wrap là 0. Do đó thì nó chỉ cần đẩy chữ ra thôi, nhưng mà chữ vẫn sát sạt vào nó. Bây giờ mình tăng thêm các tham số. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó có các chiều, nó có 4 chiều, trên, dưới, trái, phải, vân vân. Thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh riêng từng chiều, hoặc nếu mà chúng ta bấm khóa này lại thì nó sẽ đuổi các chiều ra theo một tham số giống nhau. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là đuổi chữ ra, nó nằm cách ra so với lại cái hình chúng ta mong muốn. Thế còn không muốn nữa, muốn bỏ loại cái đấy đi, thì đơn giản nhất là chúng ta bấm vào cái biểu tượng no text wrap này là xong, nó trả về cái trạng thái là không đẩy, không đuổi chữ ra nữa, thì là chúng ta có thể là có được cái một cái hình nào đó mà nó chen vào, nó nằm giữa luôn cái khối text đó, nó vừa minh họa, nó vừa tạo thành một cái trang trí nào đó cho cái trang của chúng ta xử lý. Thì đến đây thì đã hết vấn đề chưa? Thì chưa, chúng ta có nhiều cái cách xử lý khác nhau như thế này nữa. Đấy, một vài cái tùy chọn của chúng ta thì chúng ta có thể chọn là right side, là left side, vân vân, thì nó sẽ cho một số các cái trường, một số chiều thứ là nó đẩy hay không đẩy.
đấy, cả trái cả phải. Ở đây mới là hình, thế còn ảnh thì sao? Ảnh thì bây giờ chúng ta lại xem một cái trường hợp như thế này nhé. Bây giờ tôi nhập một cái ảnh vào, ví dụ tôi lấy cái ảnh này đi. Ví dụ tôi có cái ảnh như thế này, một bài nào đó viết về nông sản chẳng hạn. Đó. Bây giờ tôi cũng muốn là chữ nó bị đẩy ra. Tất nhiên đẩy ra trường hợp này thì rất là đơn giản rồi. Chúng ta chỉ việc là đẩy ra theo kiểu hình như thế này, đẩy ra theo kiểu hình như thế này. Còn muốn bám theo thì sao? Muốn bám theo cái hình này thì sao? Không bám được. Đó. Tại vì nó không phân biệt được cái hình dáng ở bên trong. À, trong trường hợp này thì chúng ta có hai phương pháp. Chúng ta sẽ có hai phương pháp để làm cái này. Một là chúng ta sẽ xử lý cái hình này ở bên Photoshop. Sau đó thì chúng ta nhập nó vào. Hai là chúng ta sẽ xử lý mẹo ở trong InDesign. Trước hết là làm ngay trong InDesign đã. Thế thì bây giờ chúng ta quay lại với lại cái bài vừa rồi. Đó là đưa lên đưa xuống một đối tượng. Bây giờ tôi giả nó về cái trạng thái bình thường là không đẩy tách gì hết. Sau đó thì cái ảnh này tôi sẽ đưa xuống dưới. Này, xuống dưới là gì đây nhỉ? Control Shift và gì ạ? Mở một vuông. Đó. Thì lúc này tôi sẽ đuổi cái ảnh của tôi xuống nằm dưới chữ. Sau đó thì chúng ta sẽ làm như sau để tạo ra cái một cái hình mà nó sẽ giúp chúng ta đuổi chữ đi. Thế đây, bạn quan sát. Chúng ta sẽ làm được với pen tool. Sử dụng pen tool này, bây giờ tôi sẽ vẽ ra một cái hình chạy cong 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 theo cái đối tượng mà tôi muốn đuổi chữ đi. Thao tác thì không có khó lắm, chúng ta cứ bấm chuột rồi thả thôi. Từng đoạn một vẽ làm sao cho nó cong 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 theo cái hướng đối tượng mà chúng ta muốn. Ví dụ thế. Sau khi mà tôi vẽ xong được cái đường này thì tôi vẫn giữ chọn cái đường này và tôi sẽ làm sao đây ạ? Bấm chọn vào biểu tượng Wrap Around Object Shape. Bằng cách như thế này thì tôi sẽ dùng cái hình mới vẽ này để tôi đuổi chữ ra khỏi cái vị trí. Và tất nhiên là làm xong đến đây rồi thì tôi sẽ lại làm thêm một cái thao tác nữa là tôi bỏ cái đường viền này đi. Bỏ đường viền này có hai cách. Một là tôi trả nó về gì đây ạ? Trả nó về độ dày là 0 mm. 0 mm thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đường viền. Hoặc là chúng ta sẽ chọn đây đấy ạ. Cái đường viền là không tô. Đấy, chúng ta bấm vào năn không tô. Thế đến đây, chúng ta làm xong đến đây thì chúng ta sẽ thấy là không nhìn thấy cái chữ nó chạy hình chữ nhật nữa mà nó đã chạy cong 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 theo cái hình của chúng ta rồi. Muốn xem cho chuẩn thì đây, chúng ta có thể vào view này. Vào screen mode này mà chúng ta chọn preview. Trường hợp như thế này thì nó sẽ ẩn giấu hết tất cả các thứ mà nằm ở xung quanh đi và nó cho chúng ta xem giống như là xem một cái trang đã in ra, một trang đã hoàn thành. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ làm đơn giản nhất, làm ngay bên trong InDesign để mà chúng ta có thể đuổi text đi theo một cái hình bất kỳ mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tất nhiên là điều kiện này đây là gì nhỉ? Điều kiện là nền của ảnh của chúng ta là màu trắng. Đó. Và nền giấy của cái trang của chúng ta cũng trắng. Nó lẫn vào nhau là xong. Để chúng ta xử lý như thế này. Còn trường hợp mà chúng ta lại có một cái nền màu thì cách này không làm được. Hoặc là nếu làm thì sẽ phải mất rất nhiều thời giờ.
vẽ rất kỹ để bám sát sàn sạt vào trong cái hình mẫu thì chúng ta mới có thể xử lý được. Do đó thì chúng ta sẽ phải làm quen thêm cái phương pháp là sử dụng pen như thế nào. Cái cách này thì bạn học một lần bạn có thể áp dụng được cho tất cả những cái chương trình mà liên quan ở trong Adobe đấy. Photoshop cũng vẽ theo cách đó, Illustrator cũng vẽ theo cách đó và InDesign cũng vẽ theo cách đó. Thì cái phương pháp này là phương pháp dùng chung cho tất cả các cái phần mềm khác của họ nhà lúc mà có sử dụng công cụ pen. Thế bây giờ chúng ta làm quen với lại cái công cụ này. Thế thì tôi sẽ giới thiệu luôn cái công cụ này ngay trong Photoshop để từ từ cái môi trường này tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái cách tiếp theo để mà chúng ta xử lý như thế nào. Bây giờ chúng ta tìm một bức ảnh nhé. Đây, tôi lấy một bức hình như thế này. Ở đây là một cái bức hình mà ở xung quanh của nó cũng có nền trắng giống như cái bức ảnh vừa rồi mà tôi vừa lấy làm ví dụ. Thế thì để làm quen với lại cái công cụ pen ở trong họ Adobe thì chúng ta sẽ quan sát cái cách làm như sau. Đầu tiên là chọn công cụ pen. Công cụ này thì bất kể là bạn làm ở trong Photoshop hay InDesign hay Illustrator nó đều có cái định dạng chung, có hình dáng chung là cái ngòi bút như thế này. Đó, bấm chọn công cụ. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ bao xung quanh cái đối tượng mà chúng ta cần. Ở đây lưu ý một chút, ở trong Photoshop thì nó có hai định dạng cơ nhé, hai định dạng là sharp hoặc là path. Nếu mà bạn muốn vẽ để mà sử dụng nó để lọc nền thì bạn sẽ phải chọn cái phát này cho tôi chứ không phải là sharp. Trước khi mà vẽ thì tôi phải phân tích một chút cho bạn hiểu là cái đường phát vẽ ra ở trong Photoshop hoặc là trong Illustrator hoặc là trong InDesign hoặc là trong bất cứ cái chương trình nào của họ nhà Adobe thì nó đều gồm có hai loại. Một là các đoạn phát vẽ theo đường thẳng và hai là các phát vẽ theo đường cong. Đường thẳng thì vẽ rất là dễ, như vừa nãy tôi vừa trình bày rồi. Kích chuột lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy một hình vuông nho nhỏ hiện ra, đấy chính là điểm neo đầu tiên hay là điểm điều khiển đầu tiên. Sau đó thì ta nhả chuột ra và ta lại đưa chuột tới vị trí mới. Ở vị trí mới tôi lại kích chuột thêm một lần nữa thì nó sẽ tạo ra cái điểm neo thứ hai. Và giữa điểm neo thứ nhất và điểm neo thứ hai được tự động nối vào bằng một cái đoạn path mảnh mà chúng ta đang nhìn thấy. Cứ thế vẽ tiếp bằng cách là nhấp chuột rồi thả, nhấp chuột rồi thả. Chúng ta cứ di quanh cái hình mà chúng ta muốn vẽ thì cứ từ từ như thế rồi chúng ta sẽ vẽ được cái đường path này. Và cái đường này về mặt nguyên tắc cần phải nối kín lại, khép kín lại điểm đầu và điểm cuối nối vào với nhau để tạo thành cái đường path khép kín. Đây là ứng dụng ở trong cái việc lọc ảnh nhé. Còn path có thể có path hở vẫn được nhưng nó dành cho việc khác. Thế thì đây là cách mà vẽ đường thẳng. Xóa đi thì có dễ không? Nhập đi đen và xóa đi thôi. Đó. Bây giờ chúng ta xem xét tới vấn đề vẽ path cong. Path cong thì phức tạp hơn. Path cong thì lúc đầu tiên chúng ta cũng có thể là vẽ tạo cái điểm đầu tiên cũng bằng cách nhấp chuột thế này thôi. Nhưng sau đó nếu như đến điểm thứ hai chúng ta làm gì? Điểm thứ hai chúng ta kích chuột nhưng đừng nhả chuột ra. Thì điểm neo thứ hai cũng được tạo ra và đồng thời nó cũng được nối vào với nhau bằng một đoạn thẳng. Nhưng mà do chúng ta chưa nhả chuột ra, do đó nếu bây giờ tôi mà kéo dê chuột đi thì bạn sẽ thấy là có sự thay đổi. Lúc này cái điểm điều khiển mới được thiết lập thành điểm điều khiển cong. Nó sẽ xuất hiện thêm hai tay nắm, hai tay đòn phụ trợ ở hai bên và nó cân nhau, nó tương tác với nhau thông qua cái điểm chính mà chúng ta vừa tạo ra đấy. Lấy một hình tượng cho dễ hiểu thì cái
cái đòn phụ mới phát sinh với lại cái điểm chính, nó hoạt động như là một cái bờ bênh. Trong đó hai bên tay đòn là hai bên cánh bờ bênh, còn cái điểm điều khiển nó sẽ nằm chính giữa là cái trục của bờ bênh. Bây giờ tôi có thể là nâng lên hay hạ xuống hai đầu của bờ bênh như thế này, và kéo dài hai bên của bờ bênh hoặc là thu ngắn hai bên của bờ bênh lại như thế này. Và bạn cũng thấy là cái sự tương tác nó rất là rõ ràng. Khi tôi nâng đầu này lên bao nhiêu thì đầu kia hạ xuống bấy nhiêu. Tôi hạ đầu này xuống bao nhiêu thì đầu kia sẽ nâng lên bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà tôi kéo dài tay đòn bên này ra bao nhiêu thì tay đòn đối diện sẽ kéo dài ra theo bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Tay đòn bên này tôi thu lại bao nhiêu thì tay đòn đối diện nó cũng thu lại bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Đấy, chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là cái tay đòn phụ này nó phát sinh ra và nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì. Khi tay đòn phụ bắt đầu xuất hiện thì chúng ta thấy cái đoạn phát này bắt đầu trở nên cong, và nó có cái mối liên quan giữa cái đoạn cong của cái đường phát đó với lại cái độ dài của tay đòn. Tay đòn của chúng ta kéo càng dài thì cái đoạn mà chúng ta vẽ nó trở nên càng cong. Còn khi tôi thu ngắn cái tay đòn lại thì cái độ cong nó giảm dần. Thế vấn đề thứ hai là nếu như tôi xoay cái tay đòn này đi thì tôi làm cho cái đoạn cong nó đang được hiện đảo chiều. Đây là cong xuống dưới, đúng không ạ? Nếu mà tôi kéo như này thì là cong lên trên. Như vậy là bằng việc đảo chiều của tay đòn, tôi có thể là kéo thay đổi cái hướng của cái đoạn cong. Và thứ hai là bằng cách tăng hay giảm cái độ dài của tay đòn, tôi có thể làm cho cái đoạn này cong ít hay cong nhiều. Thế thì khi mà chúng ta nhả chuột ra, chúng ta vẽ tiếp thì cái đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ là cong, tại vì cái điểm vừa rồi đã tạo ra đoạn cong. Nhưng mà nếu như mà tôi cứ nhấp chuột rồi thả ra thì đoạn tiếp theo có thể sẽ lại là thẳng. Vấn đề là nhấp chuột xong có kéo để tạo ra tay đòn phụ hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ có là đoạn cong nhiều hay cong ít. Cong nhiều cong ít là do tay đòn ngắn hay dài. Thế mà nếu mà chúng ta không muốn cái đối tượng này nó, cái hai cái tay đòn này nó tương tác với nhau nữa, thì ta có thể nhấn phím An. Khi tôi nhấn phím An thì tôi có thể điều khiển riêng của bên tay đòn mà bên tay đòn đối diện kia không liên quan gì nữa. Cái việc này nó sẽ cho phép tôi thiết lập một cái tay đòn dài hơn hoặc ngắn hơn tay đòn bên kia, có thể đảo chiều, có thể xoay theo hướng khác, vân vân. Thế thì bây giờ thao tác mà chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ tập, đó là sử dụng công cụ pen này, chúng ta vẽ ra một đường path bám theo cái đối tượng mà chúng ta mong muốn. Này, quan sát để xem cái cách vẽ của tôi. Vẽ được ở một chương trình thì các chương trình khác cũng vẽ được như thế. Ở đây chúng ta cũng để ý thêm là khi mà chúng ta muốn vẽ một cái đường path thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự lựa chọn làm sao cho hợp lý ở các điểm mà chúng ta đặt đường path. Thì những điểm neo chính chúng ta sẽ đặt vào đâu, những điểm neo chính chúng ta sẽ đặt vào các điểm gãy hoặc là đỉnh hoặc đáy của một đoạn cong. Gãy là như thế nào? Gãy là có sự chuyển hướng. Đây, ví dụ cái con vịt này bây giờ nó đang chạy cong xuống từ trên xuống dưới, và độ cong bắt đầu vuốt từ phải sang trái, đúng không? Thì cái đoạn này nó lại chạy ngược lại, là nó cong từ dưới lên trên và nó chuyển hướng từ trái qua phải. Như thế là nó có sự chuyển hướng khác biệt nhau, và những cái điểm như thế chúng ta gọi là điểm gãy. Thế còn đỉnh hay đáy của một cái đoạn cong thì đây, ví dụ đây là đỉnh, đúng không? Hoặc là đoạn này cũng thế thôi. Chúng ta áng chừng một cái đoạn cong thì nó sẽ có mấy thứ, đó là điểm bắt đầu, điểm kết thúc và đỉnh hoặc đáy của đoạn cong đó. Ví dụ tôi định vẽ một đường cong từ đây cho đến đây thì tôi cũng sẽ áng chừng cái đoạn cao nhất, cong nhất của nó ở đâu thì tôi sẽ bấm vào đấy để tôi kéo, tôi tạo ra cái sự điều khiển của đoạn cong. Không nên vẽ quá ngắn, không nên vẽ quá nhiều điểm, tại vì quá nhiều điểm thì sẽ khó điều khiển, và quá nhiều điểm thì cái đường cong của chúng ta không mượt, không trơn, nó sẽ gãy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Ví dụ tôi bắt đầu bằng điểm này, sau đó thì chúng ta bắt đầu bấm này, kéo một chút để cho nó cong. Cong thì nó sẽ cong nhiều hay cong ít thì chúng ta sẽ thu ngắn hoặc là kéo dài một tí. Trong lúc đó thì chúng ta có thể lúc lắc lên xuống một chút như thế này để chúng ta cho cái đường của chúng ta nó bám vào. Đấy.
Đến đây thì tôi sẽ nhấn an, tôi kéo vách lên một tí, tại vì đoạn này cong đến đây thì hơi cúp xuống, nhưng đoạn này thì nó lại tiếp tục nó vòng lên trên đó, và tôi sẽ vẽ tiếp như thế này. Đến đây lại nhấn an, lại nhích ra một tí để tôi kéo tiếp một đường ở đây chẳng hạn. Tất nhiên là ngay từ lúc đầu mà bảo các bạn vẽ mà nó đạt được cái hiệu quả ngay thì hơi khó, tại vì đây là những khái niệm mới, chúng ta cũng rất khó để chúng ta ước lượng là những cái điểm neo đặt đến đâu là vừa. Tuy nhiên là qua vài lần chúng ta làm thì nó sẽ đạt được hiệu quả thôi. Cái này thì đường path này nó vẽ ra thì nó có rất nhiều công dụng khác nhau tùy vào cái chương trình. Còn ở đây chúng ta sẽ nói rằng là để bao quanh cái đối tượng chúng ta cần, có thể sử dụng ở ngay trong Photoshop hoặc có thể áp dụng ngay sang bên Illustrator hoặc là InDesign. InDesign thì như vừa nãy tôi vừa mới demo cho bạn thấy là chúng ta sử dụng cái đường path để chúng ta vẽ ra một cái text wrap ra, chúng ta đuổi cái chữ ra khỏi cái vị trí của cái ảnh đấy. Còn bây giờ nếu như chúng ta làm ở bên Photoshop thì chúng ta sẽ được hướng dẫn thêm một cái cách khác nữa là xử lý để trong nền, để đuổi ảnh ngay từ bên, đuổi text ngay ở bên Photoshop, nhập ra một cái là nó sẽ nhận như thế luôn. Đây, sau khi mà tôi vẽ xong rồi thì tôi có cái thao tác gì với nó nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Sau khi mà tôi có cái hình vẽ mới này rồi đó, thì tôi sẽ làm cái thao tác là gì. Nhấp đúp vào cái đường path mà tôi vừa mới vẽ. Ở đây thì tôi lại phải chỉ cho bạn là gọi nó ở đâu. Gọi nó ở trong hệ thống panel bên này. Nếu như chúng ta nhìn thấy nhá, nó có hình đường path đây này. Rất giống như cái path mà chúng ta vừa nói đúng không? Một đường cong cong và có hai tay đòn điều khiển hai bên. Các bạn có thể tìm ở đấy, hoặc nếu không thì vào không nhìn tìm thấy cái gì thì về mặt nguyên tắc chúng ta đều vào Windows chúng ta tìm, tìm làm sao thấy cái chữ path thì thôi. Thì chúng ta bấm nó sẽ mở ra đây. Bây giờ cái path này mở ra thì bạn sẽ thấy những cái thứ mà chúng ta vừa vẽ ra nó nằm đây này. Đây, cái chúng ta vừa vẽ nó nằm đây đó. Và bây giờ nó tên là work path. Đấy, việc của chúng ta là làm gì, chúng ta nhấp đúp vào đây để đặt tên cho nó. Đấy, và mặc nhiên là nó sẽ thành path 1, path 2, path 3 gì đó tùy theo cái số lượng path mà chúng ta vẽ ra. Bây giờ nhấp OK để xác nhận đi rằng nó đã có tên là path 1 rồi. Đó. Tiếp nữa chúng ta làm thêm một thao tác này cho tôi. Ở bên góc phía bên phải này của cái panel đang mở này, bấm vào mũi tên nhỏ ở đây để sổ danh sách xuống. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái lệnh gọi là lệnh clipping, clipping path. Đấy, nhấp vào đấy, nhấp OK, xác nhận. Sau đó thì chúng ta có thể đóng cái này lại. Nó hỏi có lưu lại những cái thay đổi không? Yes đi. Xong rồi, bây giờ chúng ta quay trở về với lại cái môi trường InDesign và chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Bây giờ bỏ cái bỏ những cái mà chúng ta vừa xử lý đi, đưa sang bên và tôi lại đưa chữ lại bình thường. Đây, vào View và Screen Mode và Normal thì chúng ta sẽ thấy rất rõ các cái khung, những cái bát chữ. Bây giờ tôi nhập cái ảnh của con vịt vào nhá. Edit này, File này, Place này. Tôi tìm cái ảnh, xử lý ở đâu, lưu ở đâu thì bây giờ chúng ta tìm ở đấy.
Đây, kết quả. Tôi sẽ có một con vịt mà nền trắng đã bị giấu đi rồi. Lý do là vì tôi đã vẽ cái đường path cho nó ở bên Photoshop và tôi đã đánh dấu là clipping path, có nghĩa là cắt theo cái đường path đó để giấu hết tất cả các nền đi rồi. Và trong trường hợp này, tôi muốn cho cái chữ mà chạy xung quanh theo cái thân con vịt này thì tôi bấm vào đây. Thì mọi người sẽ thấy rất rõ là thay vì việc là chạy theo hình chữ nhật ở cái khung khung ảnh thì nó đã tự động nó bám theo được cái khung này. Nếu muốn điều chỉnh rộng ra hẹp vào một tí tẹo thì chúng ta chỉ cần xử lý ra đây thôi, tăng thêm giảm thêm một tí thì nó sẽ dịch ra ngoài so con vịt thêm. Thì cách như thế này là chúng ta đã có thể là đuổi được tách ra khỏi cái vị trí mà một cái ảnh mà có nền trong như thế này. Tất nhiên là không phải lúc nào, nếu mà tôi quan sát thì tôi cũng thấy rằng là cái yêu cầu sách vở hoặc là những cái thứ bên bạn làm ít khi phải làm cái này, nhưng ít không có nghĩa là không có lúc làm đấy, cho nên chúng ta vẫn phải nắm được các cái phương pháp xử lý cần thiết. Đây là những thứ mà xử lý tối thiểu chúng ta cần phải biết. Thế thì vậy bây giờ chúng ta sẽ làm quen lại, đúng không? Khái niệm là gì? Đưa ảnh vào đó, đưa một hình tài liệu vector nào đó bên ngoài vào. Thôi, vector thì tạm thời cứ bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ảnh vào này, tập làm sao đặt cái ảnh vào trong khối text và text wrap đuổi chữ ra ngoài. Đó. Điều chỉnh các cấp độ text wrap khác nhau, các kiểu text wrap khác nhau. Sau đó thì dùng phương pháp, hai phương pháp. Một phương pháp là gì đây? Dùng ngay pen ở trong InDesign để vẽ bao xung quanh cái hình mà chúng ta muốn, và dùng cái hình vừa vẽ đó để đuổi text ra ngoài thay cho việc là xử lý ở trên này. Thế còn cách thứ hai là chúng ta sẽ mở cái ảnh đó ở trong Photoshop, sử dụng công cụ pen vẽ cái đường bám theo để chúng ta có thể là gì đây, clipping path ngay ở bên Photoshop, sau đó thì chúng ta nhập sang đây để nó xử lý. Thế còn tại sao lại không phải là làm ngay ở bên InDesign? Vì InDesign thì quy tắc làm thì nó cũng giống nhau, nhưng mà cái thao tác thực ra thì trong tất cả mọi mọi cái chương trình thì InDesign nó vẽ trong này là hơi kém, mặc dù công cụ thì giống nhau nhưng mà nó không phải là cái chương trình giống như là Photoshop hay là Illustrator, nó đòi hỏi cái thao tác mà tinh vi. Cái này nó chủ yếu là để layout, để dàn dựng các thứ, cho nên là đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy là nó vẽ không được tinh giống như là bên môi trường bên kia. Cho nên là chúng ta vẽ thì thường là chúng ta cũng vẽ đại khái như thế này thôi. Đây, như bạn vừa thấy tôi vẽ quả chuối, thực ra tôi không không có căn ke đến mức độ là nó sát vào. Thế còn vẽ sát vào có được không? Vẽ sát vào thì thực ra cũng được chứ không phải là không, nhưng mà chúng ta cứ làm quen cả hai cái phương pháp để bản thân chúng ta đến lúc mà chúng ta làm ở đâu thì chúng ta cũng làm được. Nào, lưu ý nhìn kỹ lại thêm một lần nữa nhé. Bấm này, đây, undo này. Bấm điểm đầu tiên này. Bấm điểm thứ hai này. Sau đó bắt đầu kéo này, kéo để làm sao cho nó bám được sát vào chu vi cạnh của một đường của đối tượng, đúng không? Khi bắt đầu có sự chuyển hướng một tí, cứ nhìn vào thao tác của tôi, đừng nhìn ra chỗ khác thì nó mới nắm được thao tác. Nhấn an này, đoạn này bắt đầu hơi vếch lên trên thì chúng ta nhấn an, chúng ta bẻ cái tay đòn hơi vếch lên trên một tí và chúng ta sẽ vẽ tiếp. Thế tại sao cái này lại tốt? Bởi vì là khi mà chúng ta muốn điều chỉnh, vừa vẽ vừa điều chỉnh được đấy. Nhấn an tôi lại bẻ lại cái này, nếu như nó hơi bị làm sao đấy, hơi bị lên quá đúng không? Đấy, bấm này, kéo này, đến đoạn này thì nhận giữ an, tôi thu bớt lại tại vì cái đoạn cong vừa rồi thì vẽ dài, còn đoạn từ đây đến đây nó ngắn thôi, cho nên chúng ta phải thu bớt lại, nếu không cái đoạn cong của chúng ta nó rất là lớn. Đấy, vẽ đây có được không? Được. Nhưng mà muốn vẽ theo kiểu này thì chúng ta phải vẽ rất sát. Bởi vì sao? Sẽ có trường hợp chúng ta làm ở trên nền màu
mà nếu làm trên nền màu là nó sẽ bị lộ cái nền trắng ra. Thế cho nên đôi lúc là chúng ta phải sang hẳn Photoshop chúng ta xử lý là như thế. Còn nếu mà chúng ta chỉ lợi dụng cái đường mà chúng ta vừa mới vẽ thôi để mà đuổi tách ra thì cái hình ảnh của chúng ta nó làm ở đây nó có ấy không nhỉ? Nó có giấu được nền trắng đi không? Không giấu được. Nó chỉ đuổi tách đi thôi chứ nó không giấu được nền trắng. Và vẽ này. Thực ra thì nếu đã biết vẽ ở một chương trình thì chương trình còn lại vẽ cũng tốt thôi, không có gì khác cả. Đây, tôi vẽ lại cho bạn xem. Vẽ sát vào cũng được chứ không phải là cứ vẽ gì đây nhỉ. Vẽ áng áng đại đại thể. Đây, vừa nãy cái này là tôi vẽ áng đại thể đúng không? Còn đây là tôi vẽ và rõ ràng là nó cong theo rất chuẩn. Bây giờ nếu như mà chúng ta so sánh nhé, chúng ta xem trường hợp như thế này. Bây giờ tôi bỏ con vịt này ra, tôi đưa cái thằng này vào. Được chưa? Thì bây giờ cái hình mà tôi vừa vẽ tất cả mọi thứ là nó vẫn nằm dưới đúng không? Bây giờ tôi sẽ xử lý như sau. Để xem cái hình này trên này dưới nào. Đưa lên trên nhá. Object này. Arrange này. À trên rồi. Vậy thì bây giờ chỉ việc là chọn nó nhé. Đuổi ra. Đó. Nếu mà muốn đuổi ra nhiều hơn một tí tẹo thì mình sẽ làm sao đây, đuổi ra một tí, làm thế này làm tốt rồi, nhưng mà sau đó thì phải làm thêm một thao tác là gì đây nhỉ, xóa cái đường viền cho cái hình mà vừa vẽ đi đúng không, hoặc là gì không tô màu hoặc là giảm độ dày của nó bằng không. Thì lúc này đây vào view, vào screen mode, vào preview thì lúc đấy chúng ta sẽ không còn nhìn thấy đường vẽ gì nữa, nó hiển thị đúng như là cách in ra rồi. Tuy nhiên cái chuyện này nó không giải quyết được cái nền. Đây chúng ta có thể xem lại nhá. Vẽ bên này thì nó vướng một chuyện như sau. Tôi vẽ một hình này. Tôi tô màu này. Này. Và tôi đưa cái này xuống dưới cùng, Control Shift. Thấy chưa? Đuổi chữ ra được nhưng không giấu được nền đi nếu mà chúng ta làm ở InDesign đó. Thế còn ở bên Photoshop thì nó giấu được nền cho chúng ta. Đây chúng ta xem lại cái này. Bây giờ tôi đưa con vịt vào, đưa con vịt vào thì bạn nhìn rất rõ nhé đúng không, con vịt này không hề có nền trắng nữa và nó nằm trong bất cứ nền màu gì. Đây tôi đổi màu khác này, đỏ này đó, vàng này, thấy chưa? Thì khi mình vẽ path ở bên Photoshop mình clipping thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề như thế. Chứ còn nếu mà mình dùng cái pháp mình vẽ ngay bên trong InDesign thì chỉ giải quyết được một trong hai vế thôi. Đấy. Có hai vế cần làm, một là giấu nền đi và hai là đẩy tách ra theo cái hình vẽ. Thì InDesign chỉ giải quyết được một vấn đề là đẩy tách ra thôi, còn không giấu được nền ở trong InDesign. Tất nhiên cũng có thể là nếu chúng ta biết. Thế đây, bây giờ tôi lại nói thêm một vấn đề nữa. Đấy là tôi dùng cái này, cái hình vẽ vừa vẽ như là một hộp chứa, thay vì là một hộp chứa hình chữ nhật thì bây giờ tôi vẽ một hộp chứa hình quả chuối. Và bây giờ tôi lại nhập cái quả chuối này vào đây, File, Place. Sau đó tôi sẽ lấy cái quả chuối này. Đưa vào. Tất nhiên là mình có thể xử lý. Đây, ví dụ tôi bấm vào đây. Sau đó thì tôi sẽ shape, tôi căng nó ra. Cho tới khi nào mà nó làm sao đây ạ?
khớp vào. Đó. Tất nhiên là trong trường hợp này thì chúng ta phải làm được một cái thao tác là chúng ta vẽ nhập vào với lại kích thước gốc của nó cơ. Đấy, thì lúc đấy thì chúng ta vẽ xong thì là chúng ta sẽ lại nhập lại thêm một lần nữa. Ví dụ như thế này thì chúng ta cũng sẽ có được một cái không có nền. Nhưng mà đã vẽ được như thế này thì thà xử lý bên bắt bên Photoshop cho nó xong. Đây. Đưa vào đây bạn sẽ thấy nó không nền. Đó. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta nắm được khái niệm rồi thì việc còn lại là làm chủ công cụ thôi nhá. Hôm nay bạn sẽ phải làm chủ công cụ này, làm sao vẽ được cho chuẩn, bám sát được theo cái đối tượng bạn cần.